chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2022 nha cô chú anh chị. Con xin giới thiệu cặp sứ chim én bo dài nha. Bo dài tàn đẹp luôn. Củ thì láng do luôn, rất là đã luôn. Én là sứ hoa mừ cánh nha cô chú anh chị. Hoa cánh tròn, hai lớp mừ cánh. Hai cây này á, cô chú anh chị mà sưu tầm mà thích mà én zin á, là mua về mình có thể chiết zin nha. Cái này chiết được nhiều cây zin lắm nè. Tại vì bo nó dài mà cọng nó to nữa. Vườn con là gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhỏ cây Việt theo nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất là một cây ba bo. Cái bo đó nè. Cái bo nó hơn một gang tay nữa. Cái này là hơn gần 30cm á, từ cái mắt ghép trở lên á. Cây này là chiết được một cây zin thật là đã luôn nè. Nó phân tàn lên trên, nó phân tàn dữ lắm luôn nè. Ba bo thôi nhưng mà rất là nhiều tược nha. Mỗi bo nó lên ba tược. Là ba bo mà chín tược luôn á. Cây này cũ là đã luôn. Tàn tược đang nụ luôn nha. Cây số 2 là một cây năm bo nha cô chú anh chị. Cây số 2 thì củ nó tròn do bóng lỏng à. Cây số 2 nè cũng tược, có tược cao đó nè. Tược rất là đã luôn rồi. Cây số 2 là 1, 2, 3, 4 chiếc được 4 cây zin luôn á. Xanh tươi luôn nha. Cây nó đang phát triển rất là tốt luôn á. Cặp này con bán với giá là 107 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà sưu tầm én thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại của con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con nha.